Ok, chào các bác nhá. Hôm nay thì máy ăn ra tiếp tục lên video này. Video này em giới thiệu cho các bác một con máy là không khí Daikin nhá, MCK70X. Date 2021 mọi người nhá. Máy hàng tuyển. Lướt mới tầm khoảng 95-99% mọi người nhá. Đây, hình thức máy thì vì con máy này thì đặt vừa rồi, hơn một tuần vừa rồi em không về được. Có rất nhiều bác hỏi. Nên là hôm nay em sẽ lên video. Đấy. Vừa về chiều qua được một đôi. Đấy, một đôi thì em bóc một con, nói chung là như nhau thôi, hình thức như nhau, máy móc mã như nhau. Đây mọi người nhá, hình thức máy thì cực kỳ là đẹp luôn. Vì hàng lướt đường bay mà, bên em toàn hàng lựa, các bác dùng hàng bên em chắc các bác cũng đã biết rồi. Đây, em quay rất sát về góc cạnh nhá mọi người nhá. Đấy, góc máy này. Góc nghiêng luôn này. Đấy, để mọi người chiêm ngưỡng và bằng nghĩa là mọi người để có thể nhìn được một cách tổng quan nhất. Đấy, các khách tỉnh, vì em có rất nhiều khách tỉnh. Đấy. Đây các bác nhá. Bên này. Đấy. Nó gần như không có vết xước luôn các bác nhá. Trên này. Đấy, em quay phóng to hết cỡ luôn. Đấy. Đây là mặt trước này, đây là mặt sau mọi người nhé. Mặt sau này. Đấy, mặt sau này. Ừ. Đây là date của nó mọi người nhé. Đây. MCK70XE5 2021. Đúng không ạ? Màng con này nó gần như mới, chưa sử dụng mọi người nhé. Màng gần như mới. Đây, em cho bác xem màng. Đấy, màng con này gần như mới, chưa dùng luôn. Nói chung là hàng là siêu lướt luôn mọi người. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu về con máy là không khí Daikin MCK10X Date 2021, hàng cực kỳ tuyển, thì liên hệ bên em nhé. Hiện tại thì bên em có 2 chiếc như này mới về. Rồi, cảm ơn các bác xem video.